Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bánh bò nướng rễ tre với đường thốt nốt. Bánh bò nướng này thì các bạn có thể làm với rất nấu cho nước cốt dừa này sôi đâu, chỉ cần đường nó tan lên là được rồi. Hỗn hợp đường và nước cốt dừa bây giờ đã hòa tan hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và bắt cái nồi qua một bên để cho nó mau nguội. Trong khi chờ cho cái hỗn hợp nước cốt dừa và đường nguội thì mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu còn lại. Mình sẽ cho hết những cái nguyên liệu khô như là tinh bột năng nè, rồi tinh bột gạo, rồi bột nổi vào chung một cái thau. Rồi mình sẽ trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Tiếp theo thì mình sẽ cần một cái thau với lại một cái rây để mình rây trứng gà. Ở đây thì mình dùng trứng gà loại lớn, tổng cộng cho 8 cái trứng này là khoảng 520 g. Nếu các bạn dùng trứng gà ta thì các bạn phải xài nhiều trứng hơn. Mình sẽ cho vào nửa muỗng canh tinh chất vani vào trong cái trứng để cho nó khử cái mùi tanh của trứng. Rồi các bạn dùng cây phới lòng hoặc là cây nĩa cũng được để làm bể mấy cái lòng đỏ trứng gà ra. Sau đó thì mình sẽ khuấy nhẹ theo một chiều, khuấy chừng vài vòng thôi để cho cái trứng này á nó hòa tan, nó rây dễ hơn, rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình sẽ để cái hỗn hợp trứng qua một bên để cho tự nó chảy qua cái rây. Rồi mình quay sang mình kiểm tra cái hỗn hợp nước cốt dừa với lại đường á. Nếu nó đã nguội rồi thì mình cho vào trong cái hỗn hợp bột. Sau đó thì mình khuấy đều cho cái hỗn hợp bột này nó hòa tan vào với lại nước đường và nước cốt dừa. Thường cái quy tắc á, là khi mình làm bánh á, thì mình sẽ cho
cái hỗn hợp khô hoặc là cái nguyên liệu khô vào trong cái hỗn hợp ướt thì nó sẽ hòa tan dễ hơn. Nhưng mà mình á thì mình làm ngược lại, tại vì mình không có thích đổ bột khô vào trong cái nước cốt dừa này, bột nó sẽ bay tùm lum hết trơn. À, rồi các bạn cứ tiếp tục khuấy cái bột này ha. Khuấy cho nó bột nó hòa tan vào trong nước cốt dừa với lại đường đó. Nhưng mà các bạn cũng không có cần khuấy cho nó thật là hòa tan đâu. Tại vì một tí nữa đó thì mình sẽ rây cái hỗn hợp này 2 lần, thì lúc đó là bột nó sẽ hòa tan hết à. Hỗn hợp bột với lại nước đường và nước cốt dừa như vậy là được rồi nè. Các bạn vẫn còn thấy nó còn những cái lợn cợn, như vậy không có sao hết trơn á. Một chút mình đổ qua cái rây á là nó sẽ tan ra hết à. À, cái hỗn hợp trứng này á, các bạn và bây giờ mình sẽ đổ bột qua để rây lần thứ hai. Các bạn thấy nè, bây giờ trứng, nước cốt dừa, đường và bột nó đã hòa đều vào nhau rồi, cho nên bột nó chảy qua cái rây á rất là nhanh. Và đây là bước cuối cùng. Ở đây thì mình cho vô 30 g dầu dừa. Các bạn có thể dùng bơ. Thì dùng bơ thì các bạn phải cho bơ vào microwave cho bơ nó.
Sau khi bánh chín thì các bạn lấy ra và các bạn nhớ là phải úp cái khuôn xuống. Nhưng mà ở đây thì tại cái khuôn này, cái khuôn là mình mới mua nè, nó chống thấm, chống dính rất là tốt. Ý là mình chỉ có đổ dầu ở dưới cái đáy khuôn thôi á, mà khi mình úp qua thì nó rớt xuống luôn, làm cho cái sức nặng của cái bánh nó đè xuống cái mặt bánh thì nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà bánh thì nó vẫn ngon bình thường, vẫn thơm béo và dai. Vì cái này mình có trộn tinh bột gạo vô cho nên bánh nó mềm cả ngày luôn, nó không có bị cứng. Để mình cắt cái bánh này ra cho các bạn coi. Nhìn nè, nó có rất là nhiều rễ tre, nhìn nó giống như là cái tổ ong vậy đó. Cho nên tiếng Anh nó gọi cái bánh này gọi là honeycomb cake. Và đây là cái bí quyết để mà làm cái bánh bò nướng thành công. Các bạn cần dùng cái loại bột nổi, nó gọi là double acting baking powder. Với lại sau khi mà cho trứng vào trong bột rồi thì các bạn không nên khuấy lâu quá. Chúc các bạn thành công nha.